Thưa quý vị và các bạn, sau 5 tháng phát động, sáng ngày 14 tháng 8, Ủy ban Nhân dân huyện Phù Cử tổ chức công bố trao giải cuộc thi sáng tác biểu trưng logo của huyện. Cuộc thi sáng tác biểu trưng huyện Phù Cử thu hút sự tham gia của 32 tác giả trên khắp mọi miền của đất nước. 75 tác phẩm được gửi về ban tổ chức đều có ý nghĩa về nội dung và giá trị cao về nghệ thuật, kết hợp hài hòa các yếu tố truyền thống và hiện đại, hướng tới tương lai, thể hiện tinh tế những nét đặc trưng nổi bật của huyện Phù Cử, mang đậm giá trị lịch sử, văn hóa, kinh tế, xã hội. Ban tổ chức đã lựa chọn 10 tác phẩm xuất sắc nhất lọt vào vòng chung khảo, tác giả Võ Duy Hiệp, tỉnh Thừa Thiên Huế, người có nhiều tác phẩm tham dự nhất và đã giành giải nhất cuộc thi. Tác phẩm được chọn làm biểu trưng của huyện Phù Cử có hình tượng đẹp, bố cục chặt chẽ với cây đa La Tiến, đền thờ Lưỡng Quốc Trọng Nguyên Tống Chân. Các họa tiết đã cô đọng về lịch sử, kinh tế, văn hóa trong suốt chiều dài lịch sử hình thành và phát triển của huyện Phù Cử.